Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống của người Dao nói chung, loại hình dân ca, dân vũ là món ăn tinh thần gắn liền với sinh hoạt, lao động và sản xuất. Đồng bào dân tộc Dao Tiền với nét văn hóa phong phú, trong đó có các làn điệu có nội dung mang tính hướng thiện, giáo dục đạo lý làm người, tình mẫu tử, anh em dòng tộc. Những làn điệu dân ca còn được đặt lời mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu đôi lứa, quê hương đất nước. Đây là nét văn hóa đẹp, đặc sắc cần được gìn giữ và phát huy cho thế hệ sau. Trong chương trình ca nhạc dân tộc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số làn điệu dân ca dân vũ của người Dao Tiền ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
món sao nhổ dùn tàn phiếm chuối khao phiến chuối rồi phiếm bản đoàn mộng miền mai phiếm diêu ơi quê vì cũng phải nhìn số chín toàn phiếm phán thiền trình ta nhìn muốn mùi rơi đoàn tuần hình vãng mài mùi doãn cùng bầu huyên dùn liều xin mãn biểu phiếm chiếp chiếu tài phiếm siêu chia toàn nền qua chia liều phun phiềm nhường phiêu dù bầy rào thìn phú tu quần mạn phàng quê bầy tu thìn hoài chuồng ô thính bốn tài song khô khi song bụng song tuổi tính lò toàn hay nhé tu quảng linh kia kia hồ nhé phẳng quảng tâm trí toàn nhộm chạm chiếu mùa miền cha lời dạy dù na cùng trái chiếu hành hoàng muốn sâu cho lo miền doang nôn cho lo miền doang phải nôn hoàng phải nôn dịu dịu can cùng dãi đi lún càn nàn tiềm lời hoàng ấy xiềm mì ba phải nôn giả lò liếu tiêu tiêu yên nọ can cùng nọ dài ngỡ đi lún can lo nàn phiềm lấy lo hoàng phải nấy lo loàng nỗi sinh căn cùng dài
Luồng trời đồ hoàng xiêu chiều biển thính nụ chuỗi nhìn xiêu biển chiều luồng xiêu đồ sen dỗm bời lá chiêm tội lái chiều tội vinh có chiều dũng buồn mịn tuổi khu khu nghìn bái nụ nhoàng cha tu khổ ôn lo dạo chiều bầu dĩa mãn dạy cha loàng lô liều chính buồng chiêm khóa hịn phơi thơ chiêm khoa anh mịn luồng khăn kín nín duồng thô dỗm hụi dị mệnh sành tràng dỗm tu buồng gió giếng cành tu có muộn cành muộn kín dầu đang pin ôm hạn hàng tràng đang pin sợ hạn chiêu toàn nín dỗm tu liền tu muộn miền sinh giao toàn lũn với tu thìn bùn chuộng nún bùn buột nhoàng khô sòng xiêm bùng chuỗi dệm luồng chú mạnh siêu tài cùng Oh.
ไปไหนล่อลวางอีเอนุสิงเสียมปูงตัวเอ้ยล่อฟ้าฟ้ไป
Thưa quý vị và các bạn, múa màng là điệu múa đặc sắc của người dân tộc Dao Tiền, mang tính nghi lễ truyền thống và tâm linh. Điệu múa thể hiện sự tôn kính và biết ơn thần rừng, thần núi, trời đất. Múa màng cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tươi, cầu cho mùa màng bội thu, ngô thóc đầy bồ, lợn gà đầy sân, mọi nhà êm ấm, an vui. Và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc dân tộc do người Dao Tiền ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang thể hiện. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.